Superman này, Spiderman chứ, theo tay vô nè, đưa ra nè, dán chắc là bớt chứ cái này dài quá, mà cái này nó rộng chút xíu là mặt chưa thấy được chưa? Mặt ở đây tôi che mắt em rồi kìa. Em là không đi không biết đâu, đây đây cho ta đây, cái này là cái chân mà để cái này cái chân mà cái tôi nhắn đây tới Halloween là vừa rồi. Wow, không ai thấy em luôn, ai thấy được không? Hai chân không mắt đâu, không có vừa. Con mắt nè, không có vừa cái đầu nè, nó nhỏ quá. Cứ cho nó ngay đi rồi. Wow, trông nay cũng bự giờ sáu múi gì vậy? Đi tập gym mà nào mà sáu múi vậy? Đúng rồi con, đúng rồi mình nó kéo được. Làm cái gì vậy? Có gì mới vừa.